Uga và Diên Tuấn Kiệt lộ ảnh thân mật, chỉ một cử chỉ nhỏ của đàn trai khiến đàn gái cười tít mắt. Hình ảnh cặp đôi Uga, Diên Tuấn Kiệt công khai phát cẩu lương giữa chốn đông người khiến các fan ghen tị. Nhắc đến những cặp đôi được dân mạng đẩy thuyền nhiều nhất trong thời gian gần đây, không thể không nhắc đến Uga và Diên Tuấn Kiệt. Dù liên tục phủ nhận, song cả hai vẫn liên tục lộ loạt hình hẹn hò, dùng đồ cặp khiến fan nhiều fan bấn loạn. Mới đây nhất cặp đôi lại tiếp tục lộ ảnh thân mật khi cùng tham gia một chương trình truyền hình. Theo đó, bất chấp sự có mặt của đông đảo khán giả, Diên Tuấn Kiệt đã cõng Uga trên lưng. Hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế của Diên Tuấn Kiệt đã nhận được mưa lời khen từ dân mạng. Đông đảo người dùng khi chứng kiến khoảnh khắc này cũng ngần ngại đẩy thuyền cặp đôi, dự đoán ngày về chung một nhà không còn xa. Nhìn anh chị đẹp đôi quá. Cõng trên lưng mà chị Uga cười tít mắt, chắc là đang hạnh phúc lắm đây. Coi hai người hạnh phúc chưa kìa, mau mau công khai đi anh chị ơi. Khi nào mới chịu công khai để phán đi lễ cưới đây? Trước đó, Diên Tuấn Kiệt và Uga cũng từng không ít lần bị netizen tóm sống, khoảnh khắc tay trong tay tình tứ xuất hiện cùng nhau hay tham dự một sự kiện. Dù liên tục bị soi hẹn hò, tuy nhiên cặp đôi đều lên tiếng phủ nhận mối quan hệ mà thay vào đó cho biết chỉ trong mối quan hệ bạn bè. Chị em thân thiết mà muốn được chú ý nhiều hơn ở khía cạnh nghệ thuật. Trong một chia sẻ với Zastar cách đây chưa lâu, Uga đã trải lòng về chuyện được đẩy thuyền với Diên Tuấn Kiệt, nói chung là mọi người cũng hay đẩy thuyền chúng tôi. Bảo là đẹp đôi này nọ. Lúc đầu tôi cũng cảm thấy hơi ngộp, mình lớn tuổi hơn, mình già dặn rồi nên cũng hơi ngại. Thế nhưng dần theo thời gian tôi cũng cảm thấy bình thường, đi đâu cũng cảm thấy mọi người đẩy thuyền. Mà thật ra đẩy thuyền với người đẹp trai nên tôi cũng hãnh diện.